Tinh tú, cây thuốc, vân vân, tùy thế lực mỗi thứ đều được tăng trưởng. Như vậy, khi Như Lai ứng tránh đẳng giác trước đã diệt độ, chánh pháp ẩn mất. Sau Phật chưa ra đời, thế gian có nhiều pháp hành diệu hạnh, tất cả đều nương Bồ Tát hiện ra. Bồ Tát có nhiều phương tiện thiện xảo, đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có thể thành tựu được. Vì vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa là cội gốc của các thiện pháp thù thắng. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết truyền bá rộng rãi thì sẽ thành tựu công đức thù thắng, lợi ích hiện tại vị lai thế gian và xuất thế gian. Khi ấy trời Đề Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này thành tựu công đức thù thắng, lợi ích hiện tại vị lai thế gian và xuất thế gian? Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đời hiện tại không bị tất cả thuốc độc, yếm rùa, chú thuật làm tổn hại, không bị lửa đốt, nước trôi, các dao gậy cũng không thể hại được, cho đến không bị 404 bệnh làm chết yểu, chỉ trừ định nghiệp, dị thục đời trước nên đời hiện tại phải chịu. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, hoặc gặp quan sự, giặc cướp bức bách, trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu đến chỗ ấy thì nhất định không bị những người kia khiển phạt gia hại, muốn tìm điều xấu đều không thể được. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì thế lực oai thần của pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên khiến như vậy. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, muốn đến các chỗ quốc vương, vương tử, đại thần, nếu trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì nhất định sẽ được quốc vương vân vân vui mừng hỏi han, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đã chứng Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên thường đối với các hữu tình phát sanh các việc từ bi. Nhờ nhân duyên này nên dù ở nơi đồng vắng hiểm nạn, cũng không bị người chẳng phải người vân vân những kẻ xấu ác làm hại được. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này sẽ được nhiều thứ công đức thù thắng lợi ích hiện tại như vậy. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, tùy theo sanh ở chỗ nào cũng thường không xa lìa các thiện pháp thù thắng, chẳng bị đọa vào ác thú, làm lợi ích cho hữu tình, tuần tự có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này sẽ được thành tựu nhiều thứ công đức thù thắng lợi ích đời vị lai như vậy. Bấy giờ có nhiều phạm trí ngoại đạo đi đến chỗ Phật để tìm lỗi Phật. Khi ấy trời Đế Thích thấy rồi suy nghĩ: Nay có nhiều phạm trí ngoại đạo đi đến pháp hội này để tìm lỗi xấu của Phật, có phải là việc trở ngại Bát Nhã không? Ta nên tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã được lãnh thọ nơi Phật, làm cho bọn ngoại đạo kia thối lui. Nghĩ rồi liền tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lúc đó từ xa có nhiều phạm trí ngoại đạo tỏ lòng kính lễ Đức Thế Tôn, đi nhiễu quanh bên phải Phật rồi thối lui. Khi ấy Xá Lợi Tử thấy rồi suy nghĩ: Vì lý do gì mấy người kia vừa đến lại bỏ đi? Phật biết tâm niệm đó bảo Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử, các ngoại đạo kia đến tìm lỗi của ta, nhưng do trời Đế Thích tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa nên làm cho họ thối lui. Này Xá Lợi Tử, ta xem các ngoại đạo này, không thấy có chút bạch pháp nào, chỉ ôm lòng ác, vì muốn tìm lỗi của ta nên đi đến chỗ ta. Này Xá Lợi Tử, ta xem khắp thế gian không thấy có các thiên ma ngoại đạo vân vân, và các loài hữu tình khi thuyết Bát Nhã, ôm lòng ác đến tìm lỗi xấu do oai lực Bát Nhã, nên không ai làm hại được. Lúc ấy ác ma suy nghĩ: Hôm nay ở chỗ Phật có bốn chúng vây quanh, trời cõi dục cõi sắc đều đến nhóm họp giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, trong đây chắc chắn sẽ có các đại Bồ Tát đích thân đến trước Phật, được thọ ký Bồ Đề sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, truyền pháp luân vi diệu, làm cho thế giới của ta bị trống trải, ta nên đi đến chỗ kia phá hoại đôi mắt của họ. Nghĩ như vậy rồi hóa làm bốn đội quân oai hùng mạnh mẽ đi đến chỗ Phật. Khi ấy trời Đế Thích thấy rồi suy nghĩ: Đây chắc chắn là do bọn ác ma làm ra, chúng muốn đến quấy nhiễu Phật và làm trở ngại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì bốn bộ quân như vậy trang bị rất đẹp đẽ kỳ lạ, quân của triều đình đều không thể sánh kịp,
Nhất định đây là do ác ma hóa ra để rình tìm lỗi của Phật, phá hoại các hữu tình đang tu tập ở đó. Ta nên tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã lãnh thọ nơi Phật, làm cho các ác ma kia lui về. Trời Đế Thích suy nghĩ rồi liền tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lúc đó các ác ma đều từ từ bỏ về. Đây là do oai lực của Đại Vương Thần Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa xua đuổi họ. Khi ấy có vô lượng trời 33 cùng bay lên hư không hóa ra hoa thiên diệu âm, giải lên Đức Phật, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, cú xin Ngài đem Bát Nhã Ba La Mật Đa này đến vài người châu thiện bộ an trụ lâu dài, cho đến đem Bát Nhã Ba La Mật Đa truyền bá rộng rãi khắp loài người châu thiện bộ. Nên biết ở thế giới này, Phật Pháp Tăng Bảo thường không hoại diệt, làm cho thế gian được lợi ích, an vui, thủ thắng. Khi đó chư thiên mỗi vị đều hóa ra hoa thiên diệu âm giải lên Đức Phật rồi tuần tự bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các hữu tình nào tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không bị tất cả ác ma và quyến thuộc của họ rình tìm lỗi xấu. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các hữu tình nào chỉ nghe danh tự công đức Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên biết các loài hữu tình như vậy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, phát nguyện rộng lớn với chư Phật, chứa nhiều căn lành mới thành được việc này, chẳng phải tạo căn lành nhỏ mà có được. Huống là có thể lắng nghe thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, nên biết công đức và trí tuệ của các loài hữu tình như vậy không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì muốn cầu trí nhất thiết trí của chư Phật, nên ở trong nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật Đa mà cầu, cũng như hữu tình muốn tìm ngọc báu lớn phải dùng phương tiện siêng năng tìm trong biển lớn. Như vậy những ai muốn cầu trí nhất thiết trí, nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa mà cầu. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, chư Phật chứng được trí nhất thiết trí, đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được thành tựu. Vì vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa là pháp căn bản tối thắng của chư Phật. Bấy giờ khánh hỷ bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì lý do nào Ngài không khen bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba La Mật Đa và các công đức khác, mà chỉ khen Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy, này khánh hỷ, bởi vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này có thể cùng với năm Ba La Mật Đa trước và các công đức khác làm tôn chỉ dẫn đầu nên ta khen ngợi. Lại nữa, này khánh hỷ, ý ông thế nào? Nếu chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa này, thì có thể gọi là tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách chân chánh không? Khánh hỷ bạch Phật. Bạch Thế Tôn, không thể có, cần phải do hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bố thí cho đến Bát Nhã mới được gọi là tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách chân chánh.